Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, giới khoa học cảnh báo tuy lượng băng tại Nam Cực đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, song sẽ không có biện pháp nào giúp khắc phục tình trạng này. Mới đây, tảng băng lớn nhất thế giới với diện tích khổng lồ 4.000 km vuông lớn gấp 3 lần diện tích của thành phố New York. Đây là một trong những tảng băng trôi lâu đời nhất được phát hiện dịch chuyển hướng về khu vực xảy ra thảm kịch Titanic. Được biết, một tảng băng trôi có kích thước lớn như vậy đang di chuyển là cảnh tượng hiếm thấy đối với các nhà nghiên cứu sông băng. Vậy hiện tượng băng trôi này sẽ gây ra những thảm họa gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 24 tháng 11, tảng băng đã tách rời khỏi Nam Cực và trên đà dịch chuyển lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ. Với diện tích gần 4.000 km vuông, tảng băng trôi ở Nam Cực có tên A23A, có kích thước lớn gấp 3 lần thành phố New York của Mỹ, kể từ khi tách ra khỏi thềm băng fischner roni ở Tây Nam Cực vào năm 1986, tảng băng trôi này phần lớn đã bị mắc kẹt ở phần dưới đáy biển Weddell. Tuy nhiên, theo thời gian, A23A đã thoát được ra ngoài. Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy tảng băng nặng khoảng 1.000 tỷ tấn đang trôi nhanh qua phía bắc của bán đảo Nam Cực. Ông Oliver Marsh thuộc cơ quan khảo sát Nam Cực của Anh cho biết, theo thời gian, nó có lẽ chỉ mỏng đi một chút và có thêm một chút lực nổi cho phép nó nổi lên khỏi đáy đại dương và bị dòng hải lưu đẩy đi. Giống như hầu hết các tảng băng trôi trong khu vực, A23A rất có thể sẽ di chuyển vào dòng hải lưu Nam Cực, từ đó sẽ đưa nó tới hẻm băng trôi, nơi một số tảng băng trôi tụ tập trong vùng nước tối, chẳng hạn như vùng nước đã diễn ra vụ tàu Titanic va chạm với tảng băng vào năm 1912 khiến tàu bị chìm với 1.517 người thiệt mạng. Các nhà khoa học cũng lo ngại rằng Tảng băng trôi khổng lồ một lần nữa có thể rơi xuống đảo Nam Georgia ở Nam Đại Tây Dương, có khả năng tàn phá động vật hoang dã ở Nam Cực bằng cách cắt đứt khả năng tiếp cận của hàng triệu hải cẩu, chim cánh cụt và chim biển sử dụng khu vực này để sinh sản hoặc săn bắt tìm kiếm thức ăn. Ông Marsh nói với Reuters, "Một tảng băng trôi có kích thước lớn như thế này có khả năng tồn tại khá lâu ở Nam Đại Dương, mặc dù thời tiết đã ấm hơn nhiều." Nó có thể di chuyển xa hơn về phía bắc tới nam phi và gây gián đoạn hoạt động vận chuyển tại đây. Chúng tôi chưa thể biết rõ tảng băng này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức độ nào. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng 49% sông băng trên thế giới sẽ biến mất vào năm 2100, chiếm khoảng 26% khối lượng sông băng trên thế giới. Đây là kết quả một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Science vào đầu năm 2023 các nhà nghiên cứu đã xem xét tác động của bốn kịch bản đối với sông băng, trong đó dựa trên sự thay đổi nhiệt độ trung bình toàn cầu là 1,5 độ C, 2 độ C, 3 độ C và 4 độ C. Theo nhà nghiên cứu người Anh Oliver Mars, làm việc tại cơ quan khảo sát Nam Cực, việc một tảng băng trôi có kích thước lớn như thế này di chuyển là điều rất hiếm gặp. Do đó, các nhà khoa học sẽ theo dõi chặt chẽ quỹ đạo của A23A. Trước đó vào năm 2020, một tảng băng trôi khổng lồ khác được đặt tên là A-68 đã làm dấy lên lo ngại rằng nó sẽ va chạm với đảo Nam Georgia, đè bẹp sinh vật biển và cắt đứt nguồn thức ăn. Khi tách khỏi thềm băng La C, A-68 nặng tới 1.000 tỷ tấn và có diện tích bề mặt gần 6.000 km vuông, lớn gấp 4 lần thủ đô London của Anh và là tảng băng trôi lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Nó hầu như không di chuyển và mất rất ít băng trong thời gian tách ra. Tuy nhiên, các dòng hải lưu và gió thịnh hành đang bắt đầu đẩy tảng băng trôi về phía Bắc, dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo Nam Cực. Các nhà khoa học dự đoán A-68 khó có thể duy trì được tính toàn vẹn khi nó tiến vào vùng biển khắc nghiệt hơn ở Nam Băng Dương và Đại Tây Dương. Với tỷ lệ chiều dài và độ dài giống như 5 tờ A-4 xếp chồng lên nhau, thật ngạc nhiên khi A-68 vẫn chưa bị sóng biển đánh vỡ. Giáo sư Adrian Lockman. Từ Đại học Swansea anh nói với BBC, nó khó có thể duy trì một mảnh được lâu khi di chuyển ra ngoài rìa băng biển. May thay, thảm họa đó cuối cùng đã không xảy ra khi tảng băng trôi vỡ thành nhiều phần nhỏ. Các nhà khoa học cũng đang hy vọng điều đó sẽ xảy ra đối với A23A. Mặc dù có kích thước khổng lồ, A68 vẫn nhỏ hơn đáng kể so với tảng băng trôi lớn nhất từng được ghi nhận trong kỷ nguyên hiện đại, có tên B15. Núi băng có diện tích lên tới 11.000 km vuông, tách khỏi thềm băng Ross ở Nam Cực vào năm 2000 nhưng đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ vào tháng 10 năm 2005 khi trôi về phía bắc. Ngoài ra, Mỹ lúc đó cũng công bố thêm tấm ảnh cho thấy A68 có một chị em sinh đôi gần như hoàn hảo khác. Bức ảnh do NASA công bố cho thấy, bên cạnh A68 có một tảng băng khác tạm gọi là B với hình dáng khá vuông vức. Về tổng thể Tảng băng B không được vuông vắn hoàn hảo như A68, nhưng nhìn chung vẫn tạo thành một hình chữ nhật khá ổn. Tác giả những tấm hình bất ngờ gây bão mạng, nhà khoa học Jeremy Habert cho biết: "Tôi thường nhìn thấy các tảng băng có cạnh rất thẳng, nhưng tôi chưa từng thấy tảng băng nào lại có hai cạnh thẳng tạo thành góc vuông như thế này." Thưa quý vị, cách đây nhiều năm về trước, người dân vùng Tây Bắc nước Nga cũng đã được chứng kiến một hiện tượng cực kỳ thú vị và bí ẩn. Hàng ngàn quả cầu băng xuất hiện với bán kính trung bình 17cm, được cho là trôi giạt từ hướng Vịnh Phần Lan. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là bí ẩn đằng sau sự hình thành những quả cầu băng này là gì? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Trước một hiện tượng kỳ lạ như vậy, hiển nhiên mọi người sẽ đưa ra nhiều lời đồn đoán. Có người cho rằng sóng biển đã cuốn trôi tuyết, tạo thành hình dạng quả cầu. Ý kiến khác thì tin rằng đó thực chất là những hòn đá bị đóng băng dù giả thiết ấy không được hợp lý cho lắm, thậm chí có người còn đứng ra tuyên bố đây là trứng cá voi, dù cá voi không đẻ trứng. Nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn phải có một số câu trả lời hợp lý. Theo như Ilya Lukin, một nhà sinh thái học người Nga, anh cho rằng có thể những quả cầu băng này là hệ quả của một vụ dầu tràn. Theo đó, dầu loang trên biển có thể đã bám vào những khối băng trôi nổi, những khối băng này vỡ ra, tạo thành vô số cục băng lớn nhỏ trong nước và dưới tác động của sóng, chúng dần trở nên nhãn nhụi. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một giả thiết, hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức của chính quyền địa phương về hiện tượng kỳ lạ này. Ngoài ra, một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng, sự tan chảy ồ ạt của các sông băng do hiện tượng nóng lên toàn cầu đã làm nghiêng trục quay của trái đất kể từ những năm 1990. Các nhà khoa học cho biết, điều này chứng tỏ tác động sâu sắc của con người lên hành tinh cực Bắc và cực Nam là điểm mà trục quay sao nhau với bề mặt của trái đất, nhưng chúng không cố định. Những thay đổi về cách phân bố khối lượng của trái đất khiến trục và do đó là các cực chuyển động. Trước đây chỉ có các yếu tố tự nhiên như dòng chảy hải lưu và sự đối lưu của đá nóng trong lòng đất sâu mới góp phần làm di chuyển vị trí của các cực. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy, kể từ những năm 1990, hàng trăm tỷ tấn băng mỗi năm bị tan chảy vào các đại dương do khủng hoảng khí hậu đã khiến các cực dịch chuyển theo hướng mới. Diện tích băng tối thiểu năm nay thấp hơn 20% so với mức trung bình trong 30 năm qua, với lượng băng biển bị mất đi tương đương gấp gần 10 lần diện tích lãnh thổ New Zealand. Giới khoa học cảnh báo, tuy lượng băng tại Nam Cực đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xong sẽ không có biện pháp nào giúp khắc phục tình trạng này một cách nhanh chóng. Nhà khoa học khí hậu của Anh, Caroline Holmes, cảnh báo, có thể mất nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ để khắc phục tình trạng trên, đồng thời nhấn mạnh không còn biện pháp nào khác nhanh chóng hơn. Được biết, Nam Cực chứa khoảng 90% lượng băng trên thế giới, với giải băng dày tới 4,8 km và rộng 13,7 triệu km vuông. Ngoài băng biển, Nam Cực còn có băng trên đất liền. Dù là châu lục lạnh nhất thế giới, nhưng Nam Cực cũng không thể miễn dịch trước tình trạng ấm lên toàn cầu. Lục địa này không trải qua tình trạng băng tan nhanh trong 4 thập kỷ qua do biến đổi khí hậu như ở Greenland và Bắc Cực. Song kể từ năm 2016, tỷ lệ băng tan tại đây bắt đầu tăng cao, gây lo ngại xu hướng này có thể kéo dài. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!